thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu vi vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu vi vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu lậu vô lậu của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, sanh diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh sanh diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, thiện phi thiện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu tội vô tội của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tội vô tội của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu phiền não vô phiền não của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thế gian xuất thế gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? hiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là đại Bồ Tát bạch thế tôn tạp nhiễm thanh tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ Tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn thuộc sanh tử, thuộc Niết Bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử, thuộc Niết Bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết Bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là đại Bồ Tát. Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, khả đắc bất khả đắc của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát bạch thế tôn, sắc các pháp và danh, các pháp thường vô thường của sắc và danh đã chẳng thể nắm bắt được mà nói là cái danh của sắc, các pháp và cái danh các pháp thường vô thường của sắc là đại bồ tát là điều không có. Phật bảo, thiện hiện hay thay hay thay, đúng vậy, đúng vậy như ngươi đã nói thiện hiện vì sắc các pháp và các pháp thường vô thường của sắc chẳng thể nắm bắt được nên cái danh của sắc các pháp và cái danh của các pháp thường vô thường của sắc cũng chẳng thể nắm bắt được vì pháp và danh chẳng thể nắm bắt được nên đại bồ tát cũng chẳng thể nắm bắt được vì đại bồ tát chẳng thể nắm bắt được nên việc thực hành bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa nên học như vậy. Lại nữa thiện hiện, trước đây ngươi đã nói là con chẳng thấy có Pháp có thể gọi là đại Bồ Tát. Đúng vậy, đúng vậy, như ngươi đã nói. Thiện hiện, các Pháp chẳng thấy các Pháp, các Pháp chẳng thấy Pháp giới, Pháp giới chẳng thấy các Pháp, Pháp giới chẳng thấy Pháp giới thiện hiện, pháp giới chẳng thấy sắc giới, sắc giới chẳng thấy pháp giới, pháp giới chẳng thấy thọ tưởng hành thức giới, thọ tưởng hành thức giới chẳng thấy pháp giới. Thiện hiện pháp giới chẳng thấy nhãn xứ giới, nhãn xứ giới chẳng thấy pháp giới, pháp giới chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ giới chẳng thấy pháp giới, Pháp giới chẳng thấy sắc xứ giới sắc xứ giới chẳng thấy pháp giới pháp giới chẳng thấy thanh hương bị xúc pháp xứ giới thanh hương bị xúc pháp xứ giới chẳng thấy pháp giới thiện hiện pháp giới chẳng thấy nhãn giới sắc giới nhãn thức giới nhãn giới sắc giới nhãn thức giới chẳng thấy pháp giới pháp giới chẳng thấy nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới chẳng thấy pháp giới pháp giới, chẳng thấy tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, chẳng thấy pháp giới. Pháp giới chẳng thấy thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới. Thiệt thức giới,